Thực ra trong những cái mối quan hệ xã hội, gia đình thì đôi khi chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ hoặc là lời nói làm tổn thương người khác, hoặc là sẽ làm cho mình dây dứt cả cuộc đời. Thế nhưng có một cách đơn giản tới giờ thì mới nghĩ rằng thì nên chia sẻ cho tất cả các bạn, đó là gì ạ? Có hai cách để chúng ta có thể cân bằng cảm xúc một cách nhanh nhất và có thể tha thứ cho người đối diện. Vậy thì cách đó là như thế nào? Thứ nhất, đó là lời nói không phải là sự thật. Nha, lời nói chỉ là thể hiện cảm xúc thôi, lời nói không phải là sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì khi vui thì họ nói khác, và khi buồn, khi giận thì họ lại nói khác. Vậy nên là chúng ta có nghe, từng bao giờ chúng ta nghe là ông bà cha mẹ nói là mày nói tao câu đó tao nhớ cả đời không? Tại sao lại phải nhớ cái câu đó cả đời, mà trong cái cảm xúc người ta đã hết rồi, người ta đã vui lại rồi, thì cái câu đó nó không có ý nghĩa gì cả, đúng không ạ? Đúng. Và bây giờ tiếp theo, cái thứ hai đó là cách giải quyết mâu thuẫn. Trong giao tiếp hàng ngày thì chúng ta thường gặp phải mâu thuẫn và xung đột ý kiến. Tuy nhiên, trong việc giải quyết mâu thuẫn thì không nên tìm kiếm sự phân định đúng sai. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng đúng cả, đúng không ạ? Nếu mà đứng ở góc nhìn của bạn thì bạn đúng, còn vấn đề đó đứng ở góc nhìn người ta thì người ta lại đúng. Thì thay vào đó, chúng ta nên cố gắng tìm cách giải quyết mâu thuẫn để hiểu và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là giải quyết đúng sai. Thì việc giải quyết mâu thuẫn đó, nó không chỉ giúp cho chúng ta làm rõ quan điểm của mình, mà còn thúc đẩy được sự phát triển của cá nhân mình và tăng cường sự gắn kết trong xã hội. Khi chúng ta cởi mở, có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận sự khác biệt và sẵn sàng tiếp thu quan điểm của người khác, chúng ta có thể trở nên tự tin hơn trong suy nghĩ của mình, và đồng thời làm cho thế giới xung quanh trở nên đa dạng và giàu màu sắc hơn, đúng không ạ? Và giúp cho tất cả chúng ta sẽ giải quyết tất cả những tình huống một cách đơn giản nhất và thấu hiểu nhất, để tìm ra những bài học cho riêng mình, thay vì như hồi trước chúng ta cứ nghĩ là phải giải quyết đúng ai sai.